hôm nay xin chào các bạn buổi sáng. Hôm nay đoàn của mình sẽ đi thăm đảo Nam Mi. Trước khi đi thăm đảo Nam Mi thì đoàn mình ghé ăn sáng. Đây, ngày thứ hai ăn sáng. Đây đường phố Hàn Quốc nè các bạn, buổi sáng nè các bạn. Đường phố Hàn Quốc buổi sáng. Đây là đèn xanh đèn đỏ. Không có thấy xe máy nha các bạn, còn là ô tô xe buýt không à. Xe máy là chỉ đi giao hàng thôi. Sáng sớm thì người ta tập kết rác ra đằng trước. Đó. Này, đường dành cho người đi bộ và đi xe đạp. Vỉa hè rất là lớn luôn. Đó. Ôi. Cây bột ngô, cây ngô đồng. Cây ngô đồng, người ta sử dụng cái cây ngô đồng này để làm tăm hay làm cái giá múc cơm đó các bạn. Hàn Quốc rất là nhiều chim bồ câu luôn. Chú chim bồ câu, chú chim bồ câu ơi. Bảy đi rồi. Rồi bây giờ mình vào nhà hàng này là mình ăn sáng nè các bạn. Nhà hàng này nè. Ăn sáng ở nhà hàng này. Đây mình sẽ ăn cái món giò heo. Rồi let's go vào nhà hàng thôi. Xin chào. Trời ơi, bỏ dép đây hả? Ôi đây đây, anh người Nhật nè, anh người Hàn Quốc nè. Gì đây? Kim chi. Cơm nè. Ôi, hôm nay mình ăn cơm màu tím nha. Cơm tím nè các bạn ơi. Chưa có đồ ăn mà giờ ăn cơm trước nè. Ăn cơm không à. Mời các bạn ăn cơm không nha. Nóng nếp quá à. Chắc nó pha chị ơi. Cơm nếp than à. Dẻo dẻo, ngon. Cơm ăn hộp nha. Ăn với kim chi. Mời cả nhà ăn kim chi. Quán ăn buổi sáng đông ghê. Đây. Anh phục vụ nam nè các bạn. Món heo hầm xương. Heo hầm xương. Đây. Review cái món này coi. Wow. Ngon quá. Còn sôi luôn nữa các bạn ơi. Nó đang sôi luôn nè. Tiếp tục. Rồi. Thank you. Đây. Nha, đây cái món nữa này các bạn. Đây xương heo nè. Ôi bốc khói buổi sáng sớm rất là lạnh luôn, ăn món canh nóng này. Đó, tiếp tục một tô nữa cô chị. Mời cả nhà. Yeah.
húp thử miếng coi. Rồi cả nhà ăn thử. Ngon. Ngon bạn. Đây là góc trang trí ở quán phở đây các bạn, đẹp chưa? À, mình xin kết thúc video ở đây, chúc các bạn một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Ở clip tiếp theo mình sẽ đi khám phá đảo Nam Bi.